Tạm gác lại những tin tức trong tỉnh và trong nước, chúng ta đến với thông tin theo nhịp bóng lăng. Và tôi là Trí Thiện, rất vui được kết nối bản tin ngày hôm nay. Theo nhịp bóng lăng, đầu tiên mời quý vị cập nhật diễn biến trận đấu ở vòng 8 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020. Thưa quý vị, tại vòng 8, câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu được trở về sân nhà để tiếp đón đội bóng xếp cuối bảng là xổ số kiến thiết Cần Thơ. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến là giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong nhóm đầu. Nhưng rõ ràng trong bóng đá luôn có điều bất ngờ với nhưng. Xếp cuối bảng, thế yếu nhưng ở chân tường đội bóng đến từ xứ Tây Đô đã có sự phản kháng mạnh mẽ. Bầu không khí sôi động trên sân nhà tiếp tục là động lực để các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu tự tin tiếp đón xổ số kiến thiết Cần Thơ. Và ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, Ó Biển hoàn toàn làm chủ thế trận, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Phút thứ 16, tiền đạo Đinh Tiến Phong dễ dàng lập công từ đường chuyền dọn cổ của đồng đội Lê Minh Bình. Sau bàn thắng mở tỷ số, Bà Rịa Vũng Tàu còn tạo ra rất nhiều sóng gió dội về phía khung thành đội bóng xứ Tây Đô. Tuy nhiên trong một ngày mà thủ môn Lê Văn Hưng của xổ số kiến thiết Cần Thơ đạt phong độ cao. Các chân sút của đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu không thể đạt mục tiêu nhân đôi cách biệt bàn thắng. Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn. Chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu còn bất ngờ nhận bàn thua ở phút 68 từ pha bật cao đánh đầu của hậu vệ Đức Cường. Trong những phút còn lại, cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm cho nhau, song cả hai cũng không tận dụng thành công. Trận đấu đành khép lại với tỷ số hòa 1-1. Tôi rất hãnh diện về thủ môn của tôi, là thủ môn Hưng, là thật tuyệt vời. Đó, đã đẩy những bàn cứu thua nó thật là hay. Nói chung là đội Vũng Tàu là đội mạnh, nhưng mà với tinh thần của đội Cần Thơ hôm nay chơi rất là tốt. Từ đầu giải tới giờ tôi mới thấy cái đội bóng của tôi nó đã nỗ lực và nó tự tin hơn. Chia điểm với Cần Thơ trên sân nhà, Bà Rịa Vũng Tàu để tụt cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng với Sanna Khánh Hòa, đối thủ mà thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến phải đối diện ở vòng đấu tiếp theo trên sân khách.